một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mòn trên cành hoa, đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuân diêu hiền gợi tan hết sầu đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau hạnh phúc ấm no muôn nhà. Xuân về đây đầu năm chúc sĩ nông công cường lợi danh trên rừng cao người chiến sĩ cho trái. Hai, xin chào mọi người. Bằng đang đi bộ vô trong cái chợ hoa xuân ở Phước Lộc Thọ đây. Đậu xe ở phía sau của cái Phước Lộc Thọ. Ở đây sau này có cái bạch kinh rất là lớn luôn á. Nhưng mà cũng đã gần hết luôn. Mọi người thấy không? Kiếm bạch kinh hơn 10 phút. Bây giờ đang đi bộ vô trong chợ hoa. Không có thấy nhiều người đi bộ cho lắm ở trong đây. Nhưng mà ở phía trước cửa thì có rất là nhiều người. Nhưng mà xe đậu thì hết luôn à. Năm một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mòn trên cành hoa, đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Ở đây họ vẫn cảnh báo mình là phải mang khẩu trang và phải đứng xa 6 feet. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Vui quá. Lâu lắm rồi bé Ray mới được ra ngoài đường đó. Đây bán hoa lan nè mọi người. Ở đây là bao lì xì. Rồi có nhiều cái sạp vẫn chưa có trưng hàng ra. Wow, cái chỗ này là hoành tráng nhất nè. Làm máy lá à, bán những cái đồ trang trí Tết á. Mấy cái này 3 đô một cái. Cái này để trang trí Tết mọi người. Đẹp quá. Đi vô trồng thử nha. Con không có xin bao lì xì đây nha. Ô lồng đèn kìa. Có hai con rồng nữa kìa. Hai con rồng kìa. Quá trời lân luôn. Mọi người đang lựa quá trời luôn mọi người. Đang lựa đồ á. Mua bao lì xì. Bao lì xì năm nay là con trâu. Con trâu vàng. Đây. Có nhiều người đang lựa nè. Có cái mâm trái cây nữa. Có trống để mua lân nữa kìa. Wow, nhìn cái màu đỏ thấy là vui như Tết rồi đó. Wow, lồng đèn đẹp quá. Lồng đèn đẹp quá em. To ghê không? Wow, quá trời to luôn. Cái này chắc có điện ha. Này chắc tối gắn đèn cho sẽ đẹp lắm. Đây có máy lá nữa. Quá đặc trưng luôn. Nhìn là biết Việt Nam liền. Máy lá, nhà tranh, vách đất. Ồ, có con lân dễ thương quá. Mẹ con lân dễ thương mẹ. Hai mẹ con làm gì vậy ta?
Ồ, ở đây có mấy em nhỏ đang đốt pháo nè. Cho Ray qua coi đốt pháo nè. Có mấy bạn nhỏ đang chơi pháo nè. Hả, nghe tiếng pháo á. Đó, pháo đó. Ở đâu vậy ta? Nghe tiếng pháo mà không thấy ai đốt ha. Cái pháo nó pháo chọi đúng không? Mấy đứa nhỏ nó mua pháo nhỏ rồi. Wow, ở đây đào đẹp quá. Quá trời đào kìa. Cái đào búp 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 nè. Đẹp quá nè. Wow. Tiếng pháo. Nụ tầm xuân. Oh. Em nghĩ nó chỉ có vậy thôi đó. Yeah. Nụ tầm xuân mà, nó tên nụ mà. Chắc không nở đâu. Đây hoa mai. Hoa mai đẹp quá. Đây là hoa lan. Hoa lan mọi người. Hoa lan đẹp quá. U quá trời búp luôn. Hoa mai nè. Hoa mai quá trời hoa mai. Ủa cái này là mai gì vậy chị? Mai Nhật. Ồ mai Nhật. Đây là mai Nhật nha mọi người. Ở đây bán bình để cắm hoa nè. Có chị này chỉ đang lựa hoa đào. Cái này là hoa đào. Cái này nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em lấy chồng rồi, anh tiếc lắm thay. Ồ, bên đây cũng có bán đồ trang trí Tết nữa. Ồ, chân cây này là ngon luôn á. Cầu vừa đủ xài mà chơi nguyên cây đu đủ là ngon luôn á. Chào bạn chó đi. Anh chào bạn chó đi. Hello. Ở nhà anh có bạn heo rồi. Anh có bạn heo ở nhà rồi mà. Rồi đi thôi. Rồi. Hoa gì lạ vậy? Cái búp của nó nè. Wow. Sau đó nó nở thành gì? Cái chậu này có giá là 350. Cái này hoa gì ta? Ô, magnolia. Ồ, loài hoa magnolia. Nào giờ chỉ biết cái đường tên magnolia, bây giờ mới thấy cái hoa của nó luôn á. Đẹp quá không? Không có lá chỉ có hoa thôi. Đây, quá trời mãng cầu. Bé Ân ra ngoài chợ hoa, bé Ân chạy khắp nơi luôn mọi người. Bé Ân ơi. Đi về thôi nha. Ok, bây giờ thì Bằng sẽ đi về. À, chợ hoa xuân năm nay không có đông bằng mỗi năm, nhưng mà cũng rất là vui. Đi thôi. Yeah. Ở đây có mấy cô chú mở nhạc nhảy luôn. Ok, nếu mà mọi người chưa có đi chợ hoa xuân năm nay thì mình tranh thủ đi nha. Bằng thấy cũng không có đông lắm và mọi người vẫn đeo khẩu trang rất là ok. Nhưng mà tốt nhất là mình nên giữ khoảng cách một chút xíu để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình và gia đình. Ok, bây giờ đi về thôi. Bye bye mọi người. Thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Lứa mong chập chờn lươn mơn trớn cánh hoa. Đàn chiên riết đùa ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang. Đón xuân từng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuân diệu hiền gợi tan hết sầu đau. Đầu năm hãy chúc mừng nhau, hạnh phúc ấm no một nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.